Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 13 câu 24 đến câu 30. Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên vào trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Người đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh lại bật luôn rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó và đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Các bạn thân mến, chúng ta thường hay than phiền con cái khó dạy. Từ nhà thờ cho đến nhà trường, từ gia đình cho đến xã hội. Có cảm tưởng như con cái của chúng ta bắt chước các tật xấu rất nhanh. Là những người có trách nhiệm trong người, chúng ta không khỏi khắc khoải tự đặt cho mình câu hỏi, phải làm sao để giáo dục con cái cho tốt hơn. Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa được nói đến ở trên là một gợi ý thú vị về vấn đề giáo dục và gợi ý lên cho ta vài đường hướng. Đồng ruộng kia có thể là ngôi nhà của nhân loại hay cũng có thể là chính mỗi con người chúng ta. Ruộng ấy có cả cỏ lúa mọc lên và những kẻ thâm hiểm đang ngấm ngầm gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa ấy. Ngôi nhà của nhân loại thu nhỏ lại từ trong chính bản thân chúng ta. Chúng ta tự hỏi, chúng ta đã học được điều gì tốt đẹp từ cuộc sống, từ gia đình, từ cha mẹ, thầy cô và những người trực tiếp dạy dỗ chúng ta. Khi bạn được lĩnh hội một nền giáo dục từ một nền văn hóa cao và có sức tác động mạnh, bạn có đủ tự do và lý trí để phân định tốt xấu. Ánh sáng sẽ đẩy lui bóng tối và cái tốt sẽ đẩy lui cái xấu trong chính chúng ta và trong xã hội. Điều căn bản là phải có một nền tảng giáo dục khai phóng và đầy nhân bản. Từ đó mới tạo nên những con người tự do và biết phân biệt tốt xấu. Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Xã hội ngày nay đầy dẫy những cái xấu tiêm nhiễm vào chúng ta và con cái chúng ta. Chúng ta là con cái của sự sáng, là lúa Chúa đã gieo vào đồng ruộng của Ngài. Chúng ta hãy đi theo đường lối của tin mừng và những chỉ dẫn của Hội Thánh để chúng ta đi cho đến mùa gặt cuối cùng. Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng cho mỗi người chúng con, để hàng ngày chúng con biết chọn lựa điều hay, điều tốt để sống và thực hành. Amen.